mô tả cái công thức này, mô tả về cái các cái chỉ số mình đưa vào rất hay. Thế thì cái này nếu mà giả sử như là các bạn nào mà viết báo quốc tế, này, viết báo quốc tế mà sử dụng cái phần mềm này. Cái này thì thực ra nó cũng không phải là nguyên tắc lắm, nhưng mà cái này thì nó là một cái thứ mà nó liên quan đến cái kinh nghiệm. Đấy, nó cũng là liên quan đến cái kinh nghiệm. Đấy là khi mà chúng ta làm cái tính toán cỡ mẫu ấy, thì chúng ta nên ứng dụng các cái phần mềm hỗ trợ, đúng không? Chúng ta sử dụng các phần mềm hỗ trợ. Và có một cái nữa là lời khuyên của tôi ấy, là mặc dù các bạn dùng các cái phần mềm hỗ trợ, nhưng mà các bạn cũng cần phải biết được là thực tế cái phần mềm đấy nó đang sử dụng cái công thức nào. Bởi vì sao? Bởi vì là đôi khi nhá, chúng ta sử dụng một cái phần mềm hoặc là sử dụng một cái module nào đấy, nó tính cỡ mẫu cho mình. Thế xong nó ra cỡ mẫu đấy. Thế xong rồi khi mà chúng ta ra bảo vệ trước hội đồng ấy, thì các thầy cô hỏi là thế tóm lại em sử dụng cái công thức tính cỡ mẫu nào? Đó, thì mình tịt, mình bảo là mình là em sử dụng cái phần mềm đấy. Thế nhưng mà sử dụng cái phần mềm đấy thì nó không đảm bảo cái việc là em tính được ra cái cỡ mẫu đấy trước hội đồng được, ngay lúc đấy được, đúng không? Đấy thì hội đồng họ sẽ có quyền họ nghi ngờ về cái cách tính cỡ mẫu đấy của mình. Đấy thì anh em lưu ý chuyện đấy một chút. Đấy chính vì vậy cho nên là chúng ta luôn luôn là gì? Là lựa chọn những cái công cụ nào đấy mà nó có, ngoài cái việc nó tính cho mình cái tính tính ra cái cỡ mẫu mình đưa các chỉ số vào, thế nhưng mà nó phải có các cái công thức đấy, công thức cỡ mẫu nó rất là cụ thể. Chính vì vậy cho nên là tôi có hướng dẫn một số các cái video đấy, và trong các lớp học thì tôi hay hướng dẫn cái phần mềm WhoSample Size 2.0 này này đấy. Thì cái phần mềm này là cái phần mềm mà khi mà chúng ta sử dụng nó thì ngoài cái việc là chúng ta đưa các cái chỉ số vào, nó tự động nó tính ra cho mình cái cỡ mẫu, thì ở phía dưới nó có cái phần là gì, là công thức mẫu, thì mình hoàn toàn có thể yên tâm là mình giúp nó giúp mình tự động tính ra cái cỡ mẫu cho mình. Và hai nữa là nó cho mình biết được là gì, đấy cỡ mẫu đấy nó sử dụng là cái công thức mẫu nào. Ngoài ra các bạn có thể ứng dụng các cái phần mềm khác, ví dụ như là Gpower này cũng rất là tốt này, PS này, PAT này. Rồi thì một số các cái phần mềm phân tích số liệu, ví dụ như Stata hoặc R, nó có các cái phần phụ trợ để mình có thể tính cỡ mẫu này. OpenAP này, hoặc là một số các cái phần mềm online. Đấy. Đấy, đây là cái danh sách các cái đường dẫn đến các cái phần mềm này. Nếu mà các bạn mà muốn có thì tí nữa tôi sẽ gửi. Đấy nhá. À, lúc nãy tôi vừa nói đến cái câu chuyện là cái phần mềm Who Sample Size đúng nhỉ? Đấy, thì nếu mà chúng ta sử dụng cái phần mềm Who Sample Size thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta khởi động lên nó sẽ kiểu kiểu như này đúng không? Và khi mà chúng ta muốn tính, ước tính cái tỷ lệ cho một quần thể chẳng hạn đúng không? Mình cho cái giá trị P vào đây, các bạn nhìn thấy tôi cho giá trị P vào đây này đúng không? Cho giá trị D vào đây đúng không? Và nó tự động nó tính ra cho mình cái cỡ mẫu tối thiểu đây là gì? Là 246 trường hợp. Và các bạn nhìn thấy cái công thức tính cỡ mẫu nó viết ở dưới này đúng không? Thì lúc này chúng ta hoàn toàn yên tâm là gì? Nó dùng các chỉ số này và chúng ta tạo ra được cái chúng ta tính được ra cái cỡ mẫu này và chúng ta biết được là cái công thức tính mẫu cỡ mẫu đây đúng không? Đó, ok. Tiếp theo nhá. Tôi sẽ cho các bạn xem đối với lại Gpower thì nó sẽ kiểu kiểu như này đúng không? Đấy, Gpower thì các bạn tí nữa tôi sẽ gửi cho các bạn cái đường link để các bạn có thể ngâm cứu thêm nhé. Đấy, thằng Gpower này thì cũng rất là tốt, là một cái phần mềm rất là nổi tiếng, đặc biệt là nó ứng dụng rất là nhiều trong các cái nghiên cứu mà thử nghiệm lâm sàng. Đấy, họ dùng cái này rất là nhiều. Đối với lại cái công cụ nó có tên là PS, nó viết là Power and Sample Size Calculation, thì cái phần mềm này là phần mềm được phát triển của một cái trường đại học, nó tên là Vanderbilt này này. Đấy, cái phần mềm này thì tôi thấy cũng rất là hay. Tức là khi mà mình đưa các cái chỉ số vào này, các bạn đưa về chỉ số này vào này, và thậm chí nhá, nó viết cho mình cái phần mô tả của cái công thức mình đưa vào, mô tả cái công thức này, mô tả về cái các cái chỉ số mình đưa vào rất hay. Thế thì cái này nếu mà giả sử như là các bạn nào mà viết báo quốc tế mà sử dụng cái phần mềm này tính toán cỡ mẫu này, thì mình hoàn toàn có thể copy cái phần này đúng không? Đấy, mô tả về tính cỡ mẫu này. Hay không nhỉ? Các bạn thấy hay không? Và nếu mà giả sử như là các bạn mà biết vận dụng đúng không, thì mình đưa các chỉ số này vào, nó viết ra bằng tiếng Anh đúng không, mà nếu mà các bạn muốn viết tiếng Việt đúng không, thì các bạn copy cái này đưa vào Google dịch dịch phát ra tiếng từ tiếng Anh ra tiếng Việt, cái thế là mình có cái phần mô tả tiếng Việt đúng không, rất là nhanh chóng.
Đấy, gần xong rồi tôi giới thiệu một chút nữa thôi. Đến cái phần mềm PaaS này thì là tôi cũng thấy là đợt gần đây thì tôi thấy là một số cái trang web họ có giới thiệu, thì tôi cũng có vào đây thì tôi thấy là nó có rất là nhiều chức năng, nhưng mà cái này nó phải trả phí. Đấy, thì lúc nào các bạn mà có điều kiện thì có thể tham khảo thêm, nó có cái phần gọi là start trial, tức là mình có thể dùng thử ấy, dùng thử. Đấy. À, cái phần mềm này thì là miễn phí này, Open API này, Open API này. Đấy, nhưng mà trong này thì nó chỉ phục vụ một số các cái định hướng thôi. Đấy, nó có thể có các cái so sánh ở đây này. Nó vừa giúp mình có thể tính toán được này, làm thống kê được này, và sau đó nó có cái phần gọi là sample size đây này. Sample size này, tính cỡ mẫu này này. Đấy, tính cỡ mẫu này nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo nhá, tiếp theo nhá. Cái phần Open API này nó là cái phần online, online. Đây, cái này thì là online này, cái này thì chuyên online luôn này. Cái này là sample size calculator này. Đấy, nó có một số các cái công thức tính cỡ mẫu này, nó tính cỡ mẫu cho tỷ lệ này, cho trung bình này, cho các cái hiệu ứng này, đúng không? Hiệu quả này. Đấy. Hiệu quả theo theo trung bình này, đúng không? So sánh trung bình đấy, so sánh tỷ lệ này, đúng không? Đấy, cái này độ lệch chuẩn này. Đấy, phân tích sống còn này, đúng không? Đấy. Thì mình có thể tí nữa tôi sẽ gửi link nhé, để sau đó thì các bạn có thể xem thêm ở đây và chúng ta có thể học thêm, tìm tòi. Một cái phần mềm có tên là RoundShop này, thì cái này tôi thấy là một số các cái bài báo của một số tác giả thì họ cũng vận dụng cái này, đúng không? Dùng cái này. Đấy. Và khi mà mình đưa các thông tin vào, hình như là nó cũng có phần mô tả dưới này sao nhỉ, đúng không? Đấy. Mình đưa các thông tin vào trên này này, đấy, đưa thông tin vào trên này này. Sau đó thì nó sẽ tính ra cái cho mình cái cỡ mẫu, đúng không? Đấy. Cỡ mẫu tương ứng. Đấy. À, tiếp theo, cuối cùng, đấy. Cái này nó tên là Statulator. Statulator. Thì cái này thì nó chủ yếu là nó ứng dụng cho việc là tính ước tính cỡ mẫu một tỷ lệ thôi. Đây là công thức mà P nhân 1 trừ P đấy. Alpha 1 trừ alpha trên 2 đấy. Xong rồi P nhân 1 trừ P trên D bình phương đấy. Đấy. Thì đấy là cái công thức này. Thì công thức này à, cái thì đây chính là cái trang web để có thể tính toán cỡ mẫu. Và cái này thì nó tương đối là trực quan, mình có thể di chuột vào đây này, mình chỉnh cái này này, thay đổi cái gì nhỉ? Cái mức độ tin cậy này, thay đổi về tỷ lệ này, đúng không? Đây ở đây là gì? Là 0,5. Thì mình có thể đổi, nếu giả sử như 20%, 25% chẳng hạn, mình có thể di du di đi. Thì cái này tôi đã có một số các cái video hướng dẫn ở trên kênh YouTube rồi, thì các bạn có thể xem thêm ở đó. Rồi, đó là toàn bộ các cái nội dung liên quan đến đến 6 nguyên tắc cơ bản mà chúng ta cần phải sử dụng, cần phải nghĩ tới khi mà chúng ta tính toán cỡ mẫu. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.